Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt chúng ta đây là ổ cứng dành cho camera theo bộ. Ổ cứng này thì phải có đầu thu thì nó mới lưu trữ hình ảnh được các bạn. Thì đây là ba cái ổ cứng của ba loại khác nhau. Về như muốn quay cho các bạn biết ổ cứng chính hãng và ổ cứng thông thường nó khác nhau như thế nào các bạn nhé. Ở đây là một ổ cứng 500G và hai ổ cứng 1T. Trong đây chỉ có một ổ là ổ chính hãng thôi, còn lại hai ổ là hàng renew. Nên vì vậy Như muốn phân biệt cho khách hàng của Như ổ chính hãng và ổ renew nó khác nhau như thế nào. Và thông thường khi mà Như bán cho khách hàng của mình thì Như sẽ bán hàng chính hãng, thì Như sẽ không có bán hàng hàng renew các bạn nhé. Bởi vì đối với hàng renew nó dễ bị lỗi lắm. Nên vì vậy khi mà bán cái hàng renew như vậy bảo hành rất là cực. Với cả khi mà khách hàng mua về ấy, từ khoảng 1 đến 2 năm hết bảo hành các là lỗi liền. Nên vì vậy thì Như sẽ không bán hàng renew mà Như sẽ bán hàng chính hãng cho các bạn, để các bạn ít gặp trục trặc lỗi lầm nhất. Ngày hôm nay cho các bạn coi để các bạn có thể phân biệt được ổ chính hãng và ổ hàng renew. Đối với ổ hàng chính hãng mà Như chọn cho khách hàng của mình là Western Purple 1TB, chuyên sử dụng cho camera. Nên vì vậy hàng này là hàng chính hãng của VSBC. Khi mà chúng ta mua về, ở bên trong của nó sẽ có túi chống ẩm và tem của nhà phân phối. Còn đối với hàng mà renew các bạn, nó chỉ là dán vào một cái lớp giấy, một lớp bạc, nhưng mà nó sẽ không có túi chống ẩm, không có túi chống ẩm và nó không có tem của nhà phân phối luôn. Bây giờ chúng ta cùng đi coi kỹ hơn từng ổ cứng để chúng ta có thể phân biệt được ổ cứng chính hãng và ổ cứng hàng renew nó như thế nào nha các bạn nhé. Đây là ba ổ cứng và Như sẽ cho các bạn coi sự khác nhau giữa ổ cứng hàng renew và ổ cứng hàng chính hãng các bạn nhé. Thì đây là ổ cứng 500G của hàng renew của các bạn. Đối với cái ổ cứng 500G này sẽ không có hàng chính hãng các bạn nhé. Và ổ cứng 1T và 500G này là ổ cứng hàng renew, và ổ cứng 1T đây là ổ cứng chính hãng này các bạn. Các bạn có thể thấy là hàng chính hãng thì nó sẽ có tem bạc của nhà phân phối này, hoặc chính hãng VSBC các bạn. Và nó có tem của nhà phân phối nữa. Đây là hàng chính hãng các bạn nhé. Và luôn gửi cho khách hàng của mình đây là hàng chính hãng. Ở trong cái túi chính hãng này nó sẽ có túi chống ẩm nữa các bạn. Đây là ổ cứng hàng chính hãng. Còn hai cái ổ cứng bên cạnh sẽ là hàng renew các bạn. Đó là hàng renew luôn. Thường là ổ cứng hàng renew nó sẽ rẻ hơn 1 phần 3, nhỏ hơn 1 phần 3 so với hàng chính hãng các bạn. Đây là ổ cứng 500G hàng renew. Thường khi mà các bạn mua bộ về ở trên mạng ấy, người ta sẽ bao gồm ổ cứng cho các bạn luôn, thì người ta sẽ chọn cho các bạn ổ cứng là ổ cứng renew chứ không phải hàng chính hãng đâu các bạn. Thường là hàng chính hãng nó mắc hơn nên vì vậy nó sẽ không để cho các bạn hàng chính hãng đâu, để cái bộ nó sẽ giảm tối thiểu nhất. Nhưng mà đối với khách hàng của Như sẽ phân biệt kỹ luôn để cho khách hàng có thể hiểu được hàng chính hãng với hàng renew khác nhau điều gì. Các bạn có thể thấy là hàng renew các bạn có thể thấy không? Tem của nó này, tem của công ty nó nhập về sau đó nó cũng bảo hành cho các bạn luôn. Đây, còn đối với hàng mới ấy, các bạn thì nó sẽ không có những cái tem lằng nhằng đâu, chỉ tem đúng của nhà hàng chính hãng là VSBC, tem bạc thôi nè, và cái tem của nhà phân phối nữa là các bạn đấy, ở ngoài cái bọc nó sẽ có cái tem này. Còn đối với hàng renew các bạn nó sẽ không có cái tem bạc này, là cái tem của công ty ấy, nó mua về nó dán lên đó các bạn, đây không phải các bạn nhé. Thì đây là hàng renew. Đối với cái ổ cứng hàng renew ấy, các bạn nó rất rất là dễ lỗi các bạn, nó không như ổ cứng hàng chính hãng đâu. Hàng renew với các bạn thường ấy là nó đã thu gom toàn bộ cái ổ cứng về rồi, sau đó nó sẽ sửa chữa lại, nó bán hàng renew. Còn đối với hàng chính hãng ấy, là các bạn mới hoàn toàn 100% và các bạn mua về ấy, thì nó được bảo hành chính hãng 3 năm và được kiểm tra nghiêm ngặt bởi cái công ty phân phối đó, nên vì vậy vấn đề lỗi của nó rất là ít. Các bạn thấy không? Nó màng co của nó đã bọc hết bốn góc luôn các bạn nhé, bên trong nó có túi chống ẩm nữa. Còn đối với hàng hàng renew các bạn thì nó sẽ không có cái túi chống ẩm đó, và cái túi bạc này của nó không được gọi là niêm phong mà nó chỉ là dán băng keo thôi các bạn. Đây, tem bạc là tem bạc của công ty, còn tem bạc của chính hãng là VSBC của hãng chính hãng luôn. Này, các bạn thấy không hề có túi chống ẩm các bạn nhé, không hề có túi chống ẩm. Đây là ổ cứng 1T hàng renew và đây là ổ cứng hàng chính hãng này các bạn. Hàng chính hãng các bạn. Đây là hàng renew các bạn thấy nhá, như so sánh cho các bạn để các bạn có thể phân biệt được hàng chính hãng với hàng renew. Nhiều khách hàng có hỏi như là hai ổ cứng giống y chang như nhau, không biết phân biệt như thế nào là hàng chính hãng hàng renew. Các bạn nhìn thì các bạn biết liền là ổ cứng hàng chính hãng nó khác hoàn toàn so với hàng renew. Nó sẽ có tem bạc của nhà phân phối, là VSBC, và vỏ ngoài của nó sẽ có tem của nhà phân phối nữa. Bên trong của nó sẽ có túi chống ẩm các bạn, còn cái hàng renew sẽ không có các bạn.
đó các bạn có thể phân biệt được. Tiền của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với hàng chính hãng rồi, nên nhiều khách hàng có hỏi là tại sao ổ cứng chính hãng nó mắc hơn, ổ cứng này nó rẻ hơn, thì các bạn phải xem lại ổ cứng của mình là hàng chính hãng, hàng renew các bạn nhé, để các bạn có thể lựa chọn đúng với cái ổ cứng mà mình mong muốn. Thì thường khi mà các bạn mua camera rồi các bạn, thì các bạn nên chọn hàng chính hãng, thì như vậy camera của mình mới bền được. Quan trọng nhất vẫn là ổ cứng, ổ cứng nó lưu trữ dữ liệu cho camera của nhà mình. Khi mà các bạn co lại mà ổ cứng nó không hoạt động thì coi như là camera của mình nó không hoạt động luôn. Thì như vậy thì đâu phải là mình lắp camera để mình co lại nữa. Thế vì vậy khi mà đã lỡ lắp bộ camera rồi, các bạn nên đầu tư cho mình cái ổ cứng nó chính hãng. Như vậy nó bền bỉ cho camera của mình hơn. Chứ rẻ hơn một chút mà các bạn mua cái ổ cứng hàng renew về thì nó vẫn hoạt động đấy các bạn, nhưng mà gặp một thời gian cái tự nhiên nó lại sẽ không lưu. Và các bạn lại hỏi tại sao nó hoạt động không ok, thì là do các bạn chọn lựa cái sản phẩm không ok, chứ không phải là cái ổ cứng hoạt động không ok đâu các bạn. Ở trên thị trường mà nó có rất là nhiều giá tiền cho các bạn lựa chọn, nhưng các bạn lựa chọn làm sao cho nó an toàn nhất, cho nó gọi là bỏ tiền ra đáng đồng tiền nhất. Chứ rẻ hơn một chút xíu mà cái giá trị của nó mang lại không có, hoặc là cái độ bền của nó không có, thì các bạn nên suy nghĩ lại. Đấy, đấy là nhiều khách hàng có sự lựa chọn riêng của mình. Thì ngày hôm nay Như cũng báo giá kỹ hơn cho khách hàng của mình, để khách hàng của mình có sự lựa chọn một cách gọi là cẩn thận nhất. Dù nó rẻ hơn đó, nhưng mà trong quá trình mà các bạn sử dụng mà nó bị trục trặc, các bạn cũng phải thay mới. Thay mới thì các bạn, hoặc là nó có bảo hành đi chăng nữa, thì các bạn cũng phải đợi chờ cái thời gian bảo hành. Và cái thời gian bảo hành đó thì nó cũng gốn một khoảng thời gian rồi. Thì như vậy có phải là các bạn không được lưu trữ trong ổ cứng được thời gian đó không? Thì như vậy thì các bạn mua đã cái ổ cứng chính hãng thì tốt hơn. Đó, thì những báo giá cho các bạn luôn, để các bạn có thể gọi là giống như là đưa đặt ra cái cán cân, đặt ra cái suy nghĩ là xem nên mua ổ cứng như thế nào. Thì đối với ổ cứng 500G hoặc là 1T của hàng Renew nó rẻ hơn so với rất là nhiều so với ổ cứng 1T chính hãng. Trước ấy, ở bên Như ấy có làm ổ cứng 500G Renew ấy, các bạn theo bộ ấy, nó rẻ hơn là rẻ để cạnh tranh với thị trường ấy các bạn. Nhưng mà nó không ok, Như không làm, Như không thích làm điều đó. Và Như buộc phải đổi hoàn toàn ổ cứng của hàng chính hãng hết để khỏi phải bảo hành cho khách nữa. Vì cái số lượng bảo hành ổ cứng rất rất là nhiều, như vậy là không hiệu quả các bạn. Vì vậy thì Như chuyển hoàn toàn qua hàng chính hãng. Nên các bạn cứ xem nhu cầu của mình tới đâu để lựa chọn ổ cứng phù hợp nhất với gia đình của mình nhé. Và thông thường đối với giá ổ cứng ấy, thì Như luôn luôn lựa chọn cho khách hàng mình ổ cứng của mình là ổ cứng hàng chính hãng. Và khi mà các bạn mua theo bộ ấy, cái ổ cứng Như để cho khách hàng của mình luôn luôn rẻ hơn so với giá lẻ. Các bạn nhớ nha, luôn luôn rẻ hơn và là hàng chính hãng. Còn khi mà các bạn mua lẻ một cái, thường nó sẽ mắc hơn khoảng 50 ngàn một cái đấy các bạn. Thường nó sẽ mắc hơn khoảng 50 ngàn một cái. Còn các bạn mua theo bộ ấy, thì giá của nó là 950 ngàn một cái. Mua theo bộ là mua gồm đầu thu ấy. Còn khi mà các bạn mua lẻ một cái, nó sẽ có giá là dao động 1 triệu. Như bước sẽ còn khoảng 980 đến 1 triệu một cái các bạn. Là hàng chính hãng 100%. Các bạn an tâm các bạn nhé. Như vậy các xem là nhu cầu của mình tới đâu để lựa chọn cái ổ cứng phù hợp nhất với gia đình của mình. Có ổ cứng nó nhiều dung lượng hơn, các bạn muốn lưu trữ nhiều ngày hơn, thì các bạn có thể lựa chọn ổ cứng dài ngày hơn. Và có những khách hàng muốn lựa chọn ổ cứng nhỏ thôi, không đến 1T đâu. Nhưng mà thật ra đối với các bạn là ổ cứng dưới 1T là toàn bộ là hàng renew hết. Nên vì vậy các bạn có muốn chọn ổ cứng 250GB, 50GB nhưng cũng không bán. Và các bạn có thể mua ở nơi khác với cái hàng renew và cái mức số ghi như vậy. Nên vì vậy các bạn tối thiểu muốn sử dụng hàng chính hãng thì các bạn phải sử dụng ổ 1T trở lên các bạn nhé. Và xem là khách hàng của mình nhu cầu lưu trữ ngay bao nhiêu ngày thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như. Như sẽ báo giá số lượng ổ cứng, số lượng ghi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo giá của từng ổ cứng theo nhu cầu mà các bạn mong muốn lưu trữ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hay 4 tuần. Để Như có thể tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất các bạn nhé. Toàn bộ mà Như gửi cho các bạn từ camera, ổ cứng, đầu thu, toàn bộ là hàng chính hãng 100%. Nên các bạn có thể an tâm sử dụng sản phẩm bên Như rồi các bạn nhé. Quan trọng là các bạn xem giá cả nó như thế nào, xem nó có phù hợp hay không. Thì các bạn làm nếu mà giá ok thì các bạn có thể ủng hộ bên Như. Còn không mà các bạn chưa thấy hài lòng như thế nào đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Như và feedback phản hồi từng cái mà các bạn không hài lòng nhất, để Như có thể cải thiện mình một cách tốt nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.